Hôm nay tôi đã cài mod làm cho tôi trở thành Venom. Liệu tôi sẽ trở nên mạnh hay là yếu? Thì đây chính là câu trả lời. Cảnh báo, video chứa cảnh máu me và bạo lực, cân nhắc trước khi xem. Sau khi tôi vượt ngục, giờ rốt cuộc tôi cũng đã được về nhà. Trong lúc trốn lệnh truy nã thì tôi đã mua chiếc này, Bagani Hura. Nó rẻ lắm mọi người ạ. Nó chỉ có 2 triệu đô thôi. Nói chung là làm giàu không khó. Ok, về nhà rồi. Giờ thì cất em nó vào nào. Tôi sẽ quay cái đích vô. Đấy, vô sao nào. Ôi, nhìn cánh cửa mở ra đã biết ngầu rồi mọi người ạ. Quá chi là dữ luôn. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo thật sự. Ôi, tao về nè mày. Alo. Alo. Nghe tao nói gì không vậy? Tao về á. Ơ cái thằng này, nó không quan tâm tôi luôn ấy mọi người. Con mở nó. Thôi kệ đi. Ơ, cái gì màu trắng thế kia? Lại nữa à. Thằng nào để đây vậy? Tôi đã cai nghiện khi còn ở trong tù rồi nên là tôi sẽ không sa đà đâu. 12 seconds later. Bản lĩnh của mày đâu rồi Toby? Sao nó cứ nhìn tôi thế nhờ? Come on, come on. Phải bản lĩnh lên, phải bản lĩnh lên. Gồng không nổi rồi. Thôi thì nốt lần này thôi mọi người ạ. Oh my god. What the f*** is this man? Tôi là ai đây? I am Venom. Ủa, tôi bị biến thành Venom rồi mọi người ạ. Holy f*** man. Ui, tôi có thể nhảy cao được này. Oh my god. Wow, cao thực sự luôn ấy. Tôi có thể bắn tơ. Như người nhện vậy. Oh my god. Mặc dù là trên trời không có cái tòa nhà nào để bắn tơ lên nhưng mà tôi vẫn đu được. Come on. Mày. Bố. Ui, cú đấm tôi cũng mạnh hơn luôn ấy. Chưa xưa cú đấm tôi yếu như mấy thằng nghiện vậy. Chứ giờ mày không nghiện à. Câm mồm. Mày chạy đâu con trai? Này chạy đâu? Ủa làm sao tôi có thể chơi được skill nào mạnh hơn nha? Chứ đấm như thế này thì không ổn tí nào cả. Ôi, ôi trời. Đấm mớp xe luôn. Why are we still here? Ôi con mèo đâu ra nha. Đấy. Holy s***. Tôi đấm một cái là chết rồi. Ôi. Ơ. Ui, tôi có thể bắn tơ. Tôi có thể bắn tơ vô chiếc xe và tôi có thể bay tới luôn ấy. Này coi này. Đấy. Oh my god. Oh my, chạy hộ. Để coi sẽ còn những sức mạnh gì nữa. Cái này là cái gì nhỉ? Oh my god. Cảnh sát tới đây con. Cái này là giọng xuống đất lên sẽ có những tia gọi là. Đấy, nó sẽ chỉ lên và có thể gây nổ. Holy shit. Này, tôi sẽ cho anh em xem. Cái này là bắn tơ á, kiểu như bắn tơ nhưng mà sát thương là cực kỳ cao luôn. Mày bước vô đây. Mày bước vô đây. Bye bye à. Để tôi coi còn skill gì không nhờ. Cái này được không? Nope. Không được, không được, không chơi trên cao được rồi. Cho nên là tôi sẽ bắn tơ. Mày dạ. Ui. 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 Ui 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 ui. Ui. Tôi đánh một cái là rớt luôn. Holy shit. Man, không ngờ tôi lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Mày bố láo này, sợ rồi đúng không? Sợ rồi đúng không? Sợ rồi đúng không? Tao biết mà. Sợ. Ui, thôi 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 thôi, bắn đầu đấy, bắn đầu đấy. Tôi nghĩ là có vẻ ở đây nó không vui bằng thành phố rồi, tôi sẽ chạy vô thành phố. Sao đi chậm thế? Venom is very hungry. Cứ chạy trước kia cái đã. Nó cứ bám theo tôi thế. Đã nói là tao bị đói rồi. Đấy thấy chưa? Ngu thì chịu. Đường đường là một Venom mà đi chạy bộ không hiểu luôn. Thôi cho tao mượn chiếc xe thôi. Billy. Ui không vô xe được. Nhưng mà tao. What the f***. Hồi nãy tôi chỉ là bị xỉu thôi chứ không phải là tôi chết đâu mọi người. Tại vì tôi đói quá, mệt. Nên là bưng chiếc xe lên không nổi, rớt xuống đè xỉu. Thế thôi, giờ tôi cũng đang đói rồi. Trước khi qua thành phố thì tôi phải ăn một cái gì đó để gọi là có thể là gọi là mạnh thêm. Còn mì bội. Ew. Ew, mày chạy đi đâu, come on. Tới đây luôn. What the f***, man, delicious. Nói chung là cũng ổn rồi đấy. Trước tiên qua thành phố tôi thử, tôi chặn cái con tàu này coi. Không được, không được rồi, không được rồi. Đứng trước mặt rồi. Nói chung là không chặn được nhưng mà tôi vẫn không chết nha mọi người. 2 hours later. Đây, rốt cuộc thì cũng tới thành phố rồi. Mấy người này thì không sợ tôi đâu. Đây. Này thì không sợ, quýt ra xe lẹ. Chạy nãy giờ cũng đói rồi mọi người ạ, nên phải ăn một cái thứ gì đó. Ở cái thằng nhây nhúa này mày có ra không? Nói ra rồi không chịu nghe đâu. Ui, giờ tôi đã đạp đủ năng lượng rồi. Không chào hỏi này. Không chào hỏi này. Tôi sẽ xuống phố luôn. À, tính ra có cái này luôn, hồi nãy tự nhiên cái chạy bộ chi. Giờ đu dây đi không chịu đâu. Tôi có thể nhấc được một chiếc này luôn ấy. Nhấc lên. Ôi, nhấc lên. Thấy chưa, tôi nói mà tôi có thể nhấc được. Tại nãy là tôi đói thôi.
Wow, mạnh thật sự. Ui, mới có khả năng mới. Coi này. Tôi có thể trèo lên mà không cần bám, chỉ cần đi bộ lên thôi. Tủi luôn, thật sự. Ui. Mày bố láo riết quen. Skill của tao mạnh lắm đấy. Tôi càng dùng nhiều skill là tôi sẽ gọi là mất hết năng lượng. Ê, tính làm gì? Hả? Mày tính làm gì? Tính đánh tao hả? Sao cái skill này nó phê phê sao ta? Phê cục nhìn tao này. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Thì trong cuộc sống ai chả bị lát một hai lần. Còn ngốp được, 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 chưa chết. Nói chung là đồ ăn phải tươi. Ui ui ui, xe đẹp. Ui chạy nhanh thế. Chạy chậm thôi. Trời trời, thằng này chạy nhanh thiệt. Come on man. Cái gì? Mày tính làm cái gì? Ui. Mạnh thật sự. Ui, tôi cầm con này làm vũ khí luôn ấy, coi này. Đấy, thấy chưa? Cút ra, mày cút ra. Ổn không? Tao đứng cho bắn luôn nè. Mày xạo. A few minutes later. Nói chung là Venom đói thì tôi cũng đói, cho nên là tôi phải đi kiếm cái gì ăn mới được. Đây, vô cửa hàng tiện lợi đi. Anh, ở đây có gì ngon không anh? Ăn anh không, anh ngon này. Thì như anh em đã biết rồi đó, tập trước là tôi bị bắt vào tù một cách vô cớ. Mặc dù là tôi làm rất nhiều việc tốt nha, cho nên là giờ tôi sẽ quay lại nhà tù để trả thù. Đủ vậy thôi nào. A few moments later. Tôi đã quay trở lại nhà tù rồi đây. Tôi sẽ trả thù. Thù con. À, mày khinh thường tao là mày sai rồi con ạ. Khinh thường tao. Come on, ra hết đi. Bắt tao này. Này thì bắt tao này. Trời ơi, mày lo mày trả thù đi, mày ăn cái gì? Cái con này, mở nó đi trả thù mà cũng có tinh thần ăn uống phết. Cút ra. Thôi tao đã vô được rồi. Mày skill đâu? Thôi đánh từ từ thôi. Không mở cửa. Mày nghĩ không? Mày nghĩ đứng trong đó là mày sẽ an toàn hả? Mày nghĩ mày đứng trong đó mày sẽ an toàn hả? Mày nghĩ mày đứng sau xe là mày sẽ an toàn hả? Thằng nào mới chửi tôi ngu. Ngu này một đấm thôi. Mày đâu? Come here boy. Mày chửi tao ngu này. Nó đâu nha, nó bắn đâu nha. Này thì chửi tao ngu. Đây đây luôn. Ui dồi. Đứng lên. Giờ tôi đã xử lý xong những quản ngục rồi đấy. Mối thù đã được trả. Có vẻ là tôi sẽ vô khu quân sự. Nó sẽ hay ho hơn. Anh ơi, cho em vô khu quân sự được không anh? Em nhìn em to vậy thôi chứ em cosplay á. Mới ăn cho mày. Mày cút mẹ mày đi xuống đây. Ui nó bắn. Nó bắn. Come on. Come on. Bố láo hay sao ta? Mày láo. Come on, bắn tao cái coi. Bắn tao cái nè, nè, tao đứng im luôn nè. Tao đứng im cho mày bắn luôn. Mày đang đùa tao hả? Chúng mày sai người rồi. Ui trời ơi. Tính làm gì? Ui, tính ra là tôi lôi trong xe ra vẫn được nhá. Ôi rồi, tôi lôi người trong xe ra luôn mọi người ạ. Ui, nó bắn cũng đầu ấy, nửa cây máu luôn. Tôi có thể nâng xe tăng lên. Ui, nó bắn. Nâng xe tăng lên. Ui, không được, nâng xe tăng lên không được. Ui, nâng được này. Mày bổ láo. Coi này, tôi có thể chống chịu được với sức nóng của cái bình này luôn ấy. Nổ vẫn không sao, chỉ là thương tích hơi nhẹ thôi. Trước khi đi là tôi phải phá hủy khu quân sự này. Một chiếc. Hai chiếc. Ba chiếc. Nổ hết, tim kích này. Nó cử trực thăng tới luôn kìa. Để tôi có thể đấm bể được không? Ui, nói chung là tôi có thể đấm rớt được nó đây. Khu quân sự quá dễ dàng cho tôi. Không ai có thể giết được tôi cả. Sao em lại bị bắt ấy nha? Tại mày chơi đồ xong mà phá quá mà. What the hell? Vậy anh biết Venom không? Venom con kẹt. Dù sao đi nữa, đây là sức mạnh của Venom. Hẹn gặp lại anh em hồi những tập tiếp theo.